Câu thứ ba. Nề quá quý bà cá. Ná quý bà cá. Thầm má thầm má. Đây là một cái câu thì chúng ta sẽ phân tích từ như sau. Cái câu này được dịch là các pháp không phải quả, cũng các pháp cũng không phải di tục quả. Không phải dị tục nhân. Về mặt từ ngữ thì trước tiên chúng ta phân tích về từ ngữ. Thì câu này được phân ra làm ba cụm, tức là nghe quá quý bà cá cộng cho ná quý bà cá thầm má cộng cho thầm ma. Thầm ma là các pháp thực tính là chúng ta biết rồi, không cần phải lặp lại nữa. Để chúng ta chỉ có cái cụm từ là nê quá quý bà cá. Nó bằng là nghe quá cộng cho quý bà cá. Quý bà cá là chúng ta đã biết nó là dị thuộc quả rồi, không cần đề cập tới nữa. Ở đây cái chữ nghe quá, chữ nghe quá thì bằng ná là không, cộng cho ê quá là như vậy. Không như vậy thì tức là không như là dị thuộc quả. Thì với ê quá này thường thường được dịch là dường như không. Hay là phi. Như chúng ta có chữ là nê quá sanh nha na sanh nha giá ta ná, tức là phi tưởng, phi phi tưởng. Nê quá sanh nha na sanh nha a giá ta ná. Cho nên cái dường như này, dường như này là nó giống như không phải vậy, giống như không phải vậy. Nó giống như vậy mà không phải vậy, giống như vậy mà không phải vậy, nó gọi là dường như. Dường như à, tức là nê quá sanh nha na sanh nha gia ta ná đó là phi tưởng, phi phi tưởng là dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Dường như à, tức là nó mơ mơ hồ hồ, mơ mơ hồ hồ vậy đó, nó dường như có dường như không à. Cho nên cái chữ dường như là chữ nê quá vậy. Thì tại sao nó có cái chữ nê quá với ba cá này, nó rất là đặc biệt. Bởi vì trong chi pháp nó sẽ có một cái tâm. Trong chi pháp này nó có cái tâm gọi là tâm duy tác. Tâm duy tác. Tâm duy tác mà tâm duy tác đó nó dường như không phải là tâm quả, dường như không phải tâm quả mà hình như nó cũng từ tâm quả. Tâm duy tác nó cái tâm duy tác này nè. Này.
tâm dư ác nè, đó. Còn những tâm dư tác này nè, tâm dư tác này nó dường như không phải tâm quả mà nó hao hao giống tâm quả. Cái tâm quả này như thế nào thì tâm dư tác này nó cũng giống giống vậy đúng không? Nhưng mà nó không phải tâm quả, nó dường như là vậy đó. Nó có tâm dư tác, chi pháp này nó có tâm dư tác cho nên nó có cái chữ dường như vậy. Rồi, nó cộng thêm là ná là không, cộng cho quý ba cá thăm má. Chữ quý ba cá thăm má thì chúng ta đã ta biết đó là vị thục nhân, chúng ta đã học trong câu trước rồi. Thì quý ba cá này thì cái pháp này là các pháp dường như không phải vị thục quả mà không phải là vị thục nhân, dường như nó không phải vị thục quả. Cho nên có chữ nê quá nó là như vậy. Nhưng mà dịch cho dễ hiểu hơn, tức là các pháp không phải vị thục quả, không phải vị thục nhân, nó là như vậy. Thứ hai, về ý nghĩa thì nãy giờ chúng ta cũng từng trình bày rồi. Nên giống như vậy. Rồi câu này có nghĩa là các pháp không phải là nhân, cũng không phải là quả. Thì các pháp này không phải là nhân, không phải là quả, là tức là Đức Phật Ngài phủ nhận quả, cũng phủ nhận cả nhân. Trong cái mệnh đề này, Đức Phật Ngài trước tiên Ngài nói về cái pháp quả. Sau pháp quả thì Ngài nói tiếp là pháp nhân. Thông thường thì khi mà giảng pháp á, Đức Phật Ngài đưa cái pháp quả trước, rồi từ pháp quả Ngài mới suy ra cái pháp nhân, tìm ra cái pháp nhân. Rồi sau khi tìm ra pháp nhân này, thì trong có những cái giữa pháp quả pháp nhân nó có một cái pháp không phải quả cũng không phải nhân, thì Ngài nói tiếp theo là pháp không phải quả không phải nhân. Như trong bài kinh Tứ Diệu Đế chẳng hạn vậy. Rồi trước tiên Đức Phật Ngài nêu ra cái quả trước, đây là khổ, cái quả. Rồi Ngài mới chỉ ra cái gì làm cho khổ, đó chính là tập đế, là cá nhân. Đó là sự tham ái, sự dính mắc gì vân vân. Rồi Đức Phật Ngài chỉ ra cái đây là sự diệt khổ. Rồi cái gì làm cho cái khổ này bị diệt đi? Đây là cái khổ diệt, đây là khổ diệt. Cái nào làm cho cái khổ này bị diệt đi? Thì Đức Phật Ngài chỉ ra cái con đường bát chánh đạo. Cho nên thường Đức Phật Ngài nêu cái quả trước, bởi vì cái quả nó đang hiện bày, còn cái nhân nó nằm ở phía sau. Ví dụ như bây giờ mình bị trúng số, mua vé số bị trúng độc đắc chẳng hạn vậy, thì cái bị trúng độc đắc nó là cái quả đúng không? Cái quả đúng không? Nó hiện lộ ra, người ta sẽ nhìn thấy liền này, thấy rõ đúng không? Nhưng mà sao trước khi mà bị trúng số đó thì cái gì làm cho bị trúng số đó thì phải coi lại, nó quan sát lại phía sau. Cho nên cái thân ngũ quẩn này có, nó là hiện bài rõ ràng rồi, cái gì có thân ngũ quẩn này lại là đi truy lầm đó. Rồi ngoài ra có những cái không có nhân không có quả, thì Đức Phật Ngài đi theo cái mô thức này như vậy. Và cái này cho chúng ta cũng dễ nhớ nha. Trước tiên Đức Phật Ngài gọi giải là pháp thiện, đầu tam đề một á. Trước tiên Đức Phật Ngài giải pháp thiện thì đối xứng với pháp thiện là gì? Là pháp bất thiện đúng không? Đối nghịch với pháp thiện là pháp bất thiện đúng không? Rồi sao giữa pháp thiện bất thiện có một cái pháp mà không thiện cũng không bất, không bất thiện, không thiện, không bất thiện. Cái mô thức này được tiếp tục nè, rồi qua tới tam đề thọ đúng không? Pháp thiện này nó cho là thọ lạc đúng không? Phải chưa? Chúng ta có dễ nhớ, pháp thiện thì nó cho thọ lạc đúng không? Rồi pháp bất thiện này nó cho là thọ khổ đúng không? Nó là tam đề thọ đó. Giữa thọ lạc thọ khổ nó có cái thọ là không lạc không khổ đúng không? Cũng là mô thức này thôi. Rồi
cái pháp mà thiện hay bất thiện này, pháp thiện hay bất thiện này nó sẽ cho lại là quả, đúng không? Pháp thiện hay bất thiện nó cho kết quả, đúng không? Tôi quý ba cá nó là tam đề quả. Rồi quả này thì pháp thiện với pháp bất thiện này nó là pháp nhân, đúng không? Đó. Công chúng ta học đó. Thì pháp thiện, pháp bất thiện phải là nhân không? Rồi giữa cái quả và nhân này nó có cái pháp là không phải quả, cũng không phải nhân. Nguyên cả mô thức của cái tam đề nó là như vậy. Rồi chúng ta nắm được cái mô thức đó, chúng ta bắt đầu lập trình để nhớ. À, trước tiên Đức Phật Ngài dạy là tam đề là pháp thiện, tam đề thiện có pháp thiện. Thì pháp thiện nó cho là khỏi lạc, là pháp bất thiện thì nó cho là người xưa đang dạy nha, để chút xíu thì gọi lại. Về cái pháp bất thiện này, pháp thiện pháp bất thiện nó cho là quả, rồi pháp thiện pháp bất thiện nó là nhân. Có một cái pháp không phải thiện, không phải pháp bất thiện nữa, thì đó là cái tiêu chí cái Đức Phật dạy như vậy. Thì chúng ta cứ đấy mà chúng ta lập trình để chúng ta nhớ mà thôi. Tức là cái câu này Đức Phật Ngài phủ nhận cả quả, phủ nhận cả nhân, tức là không đề cập tới quả cũng không đề cập tới nhân, mà đề cập cái pháp không phải quả cũng không phải nhân, tức là nó thành tựu rồi, nó không có cho quả nữa, đó là cái pháp duy tác. Cho nên chi pháp thứ ba, chi pháp trong bộ Thâm Á Sa Nghi Ni có ghi nhận rằng là cái chữ trong Thâm Á Sa Nghi Ni nó có cái chữ là ký ri giá vô ký duy tác. Ký ri giá ba cá tăng ở trong đó có cái chữ là khí lý giá pháp gia cá tăng. Cái chữ này được dịch là duy tác vô ký. Trong Thâm Á Sa Nghi Ni nhớ rằng cái chi pháp, thế nào là chi pháp? Có cái pháp không phải quả mà cũng không phải nhân. Thì Thâm Á Sa Nghi Ni nói rằng đó là cái pháp mà Kiriya Pya Cá Tăng trong ba lĩnh vực, trong ba lĩnh vực và sắc pháp với niết bàn, trong pháp niết bàn. Sắc pháp không phải là nhân, bởi vì nó đâu có cho cái quả nào đâu, nó cũng không, nó không có là cái nhân nào cả, nó cũng không là quả, nó không phải là quả. Bởi vì cho chỗ này cho thấy rằng niết bàn không phải là quả, nó không phải là quả. Bởi vì trong cái chi pháp này có là các pháp, cái chi pháp của câu này là các pháp không phải quả cũng không phải nhân, mà chi pháp của nó có niết bàn. Như vậy cho thấy rằng niết bàn không phải là quả một pháp nào hết. Cho nên nói rằng Tứ Diệu Đế hay là Đạo Đế là nhân mà Niết Bàn là quả, đó là hiểu sai, đó là hiểu sai. Nên chúng ta mới thấy rồi. Giờ cái này cái chữ Kiriya Pya Cá Tăng là duy tác vô ký. Cái chữ này được phân tích ra như vậy là Kiriya. Kiriya là duy tác. Tức là nó chỉ có cái hành động mà thôi,
nó chỉ có hành động mà thôi, mà nó không để lại cái kết quả nào hết, nó không có cho kết quả nào hết. À, rộng cho hấp da cá tá rồi vô ký. Hai cái từ này nói nhau thì nó trở thành là kriya. À, hai cái đoạn âm nó sẽ nói lại, nó trở thành là cái trường âm. Cái từ này nó cho thấy rằng cái hấp da cá tá vô ký. Vô ký nó có hai loại. Cái tánh vô ký nó có hai loại nha. Một loại là vô ký quả, là quý ba cá, ấp da cá tá. Rồi vô ký quả nha. Một cái nữa là vô ký duy tác. Là cái đi giá hấp da cá tá vô kỳ. Cho nên tâm quả hay tâm duy tác đều gom chung là tánh vô ký. Cho nên vô ký nó hai loại, một loại là vô ký là quả, và một loại là vô ký là duy tác. Cho nên ở đây nhấn mạnh chỗ là cái đi giá hấp da cá tăng, tức là duy tác vô ký là như vậy. Thì trong chi pháp thì tập thâm má sanh ký ni có nói rằng đó là duy tác vô ký trong ba lĩnh vực. Thì rõ ràng chúng ta thấy là trong cái tâm siêu thế này nó không có tâm duy tác siêu thế, đúng không? Trong lĩnh vực siêu thế này nó đâu có tâm duy tác siêu thế, đúng không? Nó chỉ có tâm đạo là tâm nhân, đúng không? Và có tâm quả là thuộc về quý ba cá, đúng không? Như vậy chúng ta mới thấy là nói, nếu mà nói rộng ra chút xíu đó, nói về nghiệp đó. Nói về nghiệp. Ở đây chúng ta nói về nghiệp. Câm má. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái nghề buôn bán, đúng không? Cái nghiệp là gì? Nghiệp là hành động hay là hành vi hay là việc làm. Cái hành vi, cái hành động hay cái việc làm nó được gọi là căm má, tức là dịch là nghiệp. À, thì hành động do thân, hành động do lời nói hoặc là hành động do ý, à, thì nó gọi là căm má. Thì nghiệp này nó có ba loại. Nó có ba loại, nhưng mà nói gọn nó có hai loại. Nhưng mà lại phân tích ra rộng thì nó có ba loại. Nghiệp thứ nhất là nghiệp đồng sanh. Nó trong cái bài, không biết cái 24 duyên quý vị học tới cái nghiệp đồng sanh chưa, chứ không biết. Như có nhớ rồi phải, như vậy bằng nghiệp duyên phải rồi, à, nghiệp đồng sanh. Là sa há cha tá cầm má. Cái nghiệp đồng sanh có nghĩa là khi nói tới nghiệp là phải nói tới tâm tự sở tư, không bao giờ quý vị bỏ được cái chỗ này ra. À, khi nói tới nghiệp là phải nói tâm sở tư liền, nhấn mạnh đó, tâm sở tư nó là cái chủ chốt ở trong cái chữ nghiệp luôn đó. Khi nói tới nghiệp là phải nói tới tâm sở tư, loại trừ tâm sở tư là sai rồi. Rồi thì cái nghiệp đồng sanh. Thứ hai nữa là nghiệp vô gián hay là nghiệp không có xen kẽ, không kẽ hở. Anantara kamma. Và thứ ba là nghiệp thị thời.
Rồi quý ba cá. Cá lá cầm má. Thí nghiệp đồng xanh. Và chỉ cho tâm sở tư cùng sanh lên. Với các tâm sở khác. Thường cái nghiệp đồng sanh này là chỉ cho tâm trong cái tâm sở tư ở trong tâm quả. Nghe. Chỉ cho tâm sở tư ở trong tâm quả này và tâm duy tác. Bởi vì tâm quả nó còn cho cái tâm quả khác không? Tâm duy tác có cho tâm quả khác không? Nhưng như vậy cái vị A-la-hán có còn tạo nghiệp không? Vị A-la-hán có còn tạo nghiệp không? Còn nha. À, còn nha. Nhưng Ngài tạo cái nghiệp gì? Là Ngài có tạo cái nghiệp đồng sanh. Ngài không có tạo nghiệp dị thời. Không có tạo dị thời. Nha. Bởi vì khi Đức Phật Ngài nói rằng này các tỳ khưu, Như Lai tuyên bố rằng tâm sở tư là nghiệp, mà nơi nào có tâm sở tư nơi đó có nghiệp. Thì ở trong tâm duy tác có tâm sở tư không? Có không? Đã có tâm sở tư phải có nghiệp. Nhưng cái tâm duy tác của vị Thánh A La Hán là tâm sở tư ở nghiệp đồng sanh. Sau khi mà nó sanh lên, nó làm việc xong là mất, nó không để lại cái chủng tử nào hết. Nó giống như là bơ bỏ vô trong cái chảo nóng, nó cháy cái xèo cái là nó không để lại cái vết tích gì hết, nó không có một cái chất cặn bã nào hết. Như thế nào cũng vậy. Cho nên cái câu đó không bị lỏng. Mà bảo rằng quý vị bảo rằng A-la-hán không còn tạo nghiệp thì coi như là bác bỏ câu Phật ngôn của Đức Phật. Đức Phật nói là chê tá na hăng phích khá quê căm măng qua đà mi. Này các tỳ khưu, Như Lai tuyên bố sự cố ý là nghiệp. Như vậy ở trong tâm duy tác có sự cố ý không? Có không? Đã có cố ý thì phải có nghiệp. Nhưng cái nghiệp này là cái nghiệp đồng sanh, tức là sau khi hết cái tâm nó diệt đi thì cái nghiệp nó cũng diệt mất luôn, nó không để lại cái kết quả nào hết. Cho nên câu nó mới, câu Phật ngôn nó mới là trọn vẹn, không có bị bắt bẻ. Còn nói như quý vị là bác bỏ câu Phật ngôn của Đức Phật rồi. Đức Phật nói này các tỳ khưu, Như Lai tuyên bố tâm sở tư là nghiệp, nhưng mà vị Thánh A-la-hán không tạo nghiệp, tức là vị Thánh A-la-hán không có tâm sở tư. Điều này hợp lý không? Nên vậy A-la-hán có vẫn có tạo nghiệp. Đây là cái nghiệp động. Đồng sanh là chỉ cho tâm sở tư cùng sanh lên với các tâm sở khác trong tâm quả và tâm duy tác. Khi tâm quả diệt, khi tâm duy tác diệt, nó không cho một cái tâm quả nào khác nữa hết. Nó hoàn toàn mất luôn, không còn nữa. Rồi tiếp theo là cái nghiệp không kẻ hở. Đúng ra thì cái dịch này phải được gọi nghiệp vô gián, nhưng mà nó sợ lầm tưởng với cái năm tội vô gián. Nghiệp không kẻ hở, cho nên nói vậy cho nó rõ ràng hơn. Sợ nói là nghiệp vô gián là quý vị có một số sẽ hiểu lầm là ta giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chia làm chảy máu Phật hoặc chia rẽ tăng chúng. Nó bị nhầm lẫn nữa, mất công. Cho nên nghiệp không kẻ hở là sao? Là sao tâm đạo lập tức có ngay tâm quả siêu thế. Tương ứng
Tức là giữa cái tâm đạo là tâm nhân đúng không? Thì nãy chúng ta nói những pháp vị thuộc nhân, trong đó có tâm đạo đúng không? Lật câu nãy đi. À, các pháp vị thuộc nhân đó, nó có cái tâm đạo là tâm nhân đúng không? Thấy chưa? Rồi các pháp vị thuộc quả, trong vị thuộc quả nó có tâm quả siêu thế đúng không? Quên hỏi lại. Coi lại cái câu thứ nhất là tất cả các pháp quả thì nó gồm trong đó nó có bốn tâm quả siêu thế đúng không? Câu thứ hai, tất cả các pháp vị thuộc nhân trong đó nó có bốn tâm đạo đúng không? Thì giữa tâm đạo và tâm quả này nó có sự chặt chẽ với nhau. Tâm đạo vừa chấm dứt thì lập tức tâm quả siêu thế sanh lên liền, nó không có kẽ hở không à? Thì nghiệp này được gọi là nghiệp không kẽ hở nha. Đây cái biểu độ tâm đắc đạo như sao, là rung động, nhất vọng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, quận thứ, ngô tra phu. Đây là cái loại đắc sở đạo thôi nha. Tâm đạo, sau tâm đạo lập tức có hai tâm quả siêu thế liền. Nó không có một kẽ hở nào hết, nó không kẽ, nó liên lạc với nhau luôn. À, thì cái nghiệp này nó được gọi là nghiệp không kẽ hở. Ở trong này nó có tâm sở tư đúng không? Đúng không? Ở đây nó cũng có tâm sở tư đúng không? Phải không? Trong tâm đạo có tâm sở tư không? Có không? Tâm sở tư trong tâm đạo là tâm vị thuộc nhân. Để thì nó sẽ cho cái tâm quả tiếp theo đó, đúng không? Tâm quả ở trong tâm sở tư, ở trong tâm quả này nó là cái tâm sở tư của vị thuộc quả đúng không? Có phải không? À, mà vị thuộc quả này nó với vị thuộc nhân này nó không có kẽ hở, tức là tâm nhân vừa chấm dứt đi thì tâm quả sẽ có mặt lên, là nó không có kẽ hở, cho nên được gọi là nghiệp không kẽ hở. Nghiệp thứ ba là nghiệp vị thời. Là tâm sở tư trong tâm thiện hiệp thế hoặc trong tâm bất thiện cho kết quả khác thời kỳ. Nó không cho tiếng ngay tâm liền được, nhưng mà phải cách nhau tối thiểu cũng phải nửa ngày, tối thiểu cũng phải nửa ngày nha, chứ không phải nó vừa dứt là có liền được. Như là trường hợp ông Bùa Na Cá chẳng hạn, dân cúng ngài Xá Lợi Phất xong, buổi sáng cài ruộng tất ông cài lên, buổi chiều biến thành vàng, thì tối thiểu cũng phải nửa ngày nha, tối thiểu phải nửa ngày. Thì có nhiều khi có một người làm phước trong kiếp này đúng không, cái người làm phước trong kiếp này kiếp sau mới hưởng, có không? Có không? Như vậy là cách nhau tới một kiếp. Có nhiều người làm phước ở trong kiếp này 50 kiếp sau mới được hưởng, mới cách nhau khoảng thời gian dài như vậy. Có người làm phước trong thời Đức Phật Bát Đúc Mút Ta Đá cách đây 100.000 kiếp trái đất, vào sau 100.000 kiếp trái đất này, vào kiếp trái đất thứ 100.000 này mới kết quả đó, mới trả. Như là tiền thân của ngài Cá Maha Kassapa chẳng hạn, hay tiền thân của ngài Uruvela Kassapa v.v. cách đây 100.000 kiếp trái đất đã làm phước rồi, nhưng mà sau 100.000 kiếp trái đất cái phước nó mới trổ, mới trở thành là vị thánh tinh văn v.v. Như vậy chúng ta mới thấy cái nghiệp này được gọi là nghiệp vị thời, khác thời gian rất là xa. Thì cái nghiệp không kẽ hở này nè, nghiệp không kẽ hở này và nghiệp vị thời này, tất cả đều được xếp vô là nghiệp vị thời hết, nghiệp vị thời. Nhưng muốn tách ra để nhấn mạnh cái khía cạnh là cái tâm quả nó sanh lên so với tâm nhân là nó liên kề, không có một kẽ hở nữa hết, nhấn mạnh đến cái điểm đó mà thôi
Chứ thật sự ra nó khác nhau một sát na, cũng được gọi là nghiệp dị thời. Tâm nhân trước tâm quả một sát na thôi, một sát na tâm thôi, cũng được gọi là nghiệp dị thời. Tức là hai cái này cũng được xem là nghiệp dị thời. Nhưng khi tách ra vậy để nhấn mạnh cái điểm là nó không có kẽ hở mà thôi, không có kẽ hở mà thôi. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Vậy thì theo cái đó, theo cái câu trong cái bản của sách Tham Má Sân Ý Ni, thì chúng ta sẽ lấy được cái chi pháp của cái câu này, tức là duy tác trong ba lĩnh vực. Rồi sắc pháp và niết niết bàn. Vậy chi pháp đây chúng ta sẽ có là duy tác trong ba lĩnh vực. Tâm như vậy, duy tác ở trong dục giới có bao nhiêu tâm, cái số này cũng phải nhớ luôn. Duy tác trong dục giới có bao nhiêu tâm? Rồi duy tác trong đấu đại có mấy tâm? Chín. Như vậy 11 tâm duy tác dục giới và 9 duy tác đấu đại có phải là duy tác trong ba lĩnh vực không? Phải không? Như vậy tổng cộng là bao nhiêu duy tác? 20 duy tác. Cái số này phải nhớ nha. Tâm là 20 duy tác. Duy tác này hiệp thế hay siêu thế? Hiệp thế hay siêu thế? Cái đơn giản 20 tâm này chỉ là duy tác mà thôi, không có duy. Nếu mà nói ra đúng là nó là duy tác hiệp thế, nhưng mà không có duy tác siêu duy thế, cho nên chỉ gọi là duy tác là đủ rồi. 20 tâm duy tác, bao nhiêu tâm sở hợp? Cái duy tác này là cái thành phần hợp cao nhất đúng không? Duy tác dục giới này, cái duy tác dục giới này là thành phần mà tâm sở hợp cao nhất đúng không? Phải không? Phải không? Vậy nó có bao nhiêu tâm sở hợp? Tổng cộng là 15, 13 tâm sở tà tha cộng cho 25 tâm sở tình hảo đúng không? Nó là 38 đúng không? Nhưng đã nói rằng hải tâm duy tác tâm quả không có ba giới phần, nhưng phải loại trừ ba giới phần ra. Như vậy nó chỉ có 35 tâm tâm sở thôi. Đơn giản. Trừ ba giới phần. Rồi. Và tìm thêm có thêm nữa, có sắc pháp nữa đúng không? Sắc pháp có bao nhiêu? 28 sắc pháp. Rồi, niết bàn. Rồi, tới đây chúng ta đã lấy xong chi pháp. Thì phần còn lại chia ra uẩn xứ giới đế mà thôi. Bốn. Chúng ta lấy để chi pháp này để chúng ta nhìn chúng ta dễ thấy. Tâm chi pháp, tâm là 20 tâm duy tác. Rồi 35 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn. Rồi chia
uẩn xứ giới đế. A uẩn nhìn vô đó chúng ta thấy có bao nhiêu uẩn, giờ có sắc pháp và có sắc uẩn không, có tâm sở có 13 tà tha không, trong tâm sở có 13 tà tha không, trong có 13 tà tha có thọ tưởng không, như vậy có thọ uẩn tưởng uẩn không, rồi phần còn lại là hạnh hạnh uẩn, còn bao nhiêu tâm thuộc về thức uẩn, như vậy có bao nhiêu uẩn, nhìn vô thấy rõ ràng là có uẩn, có 5 uẩn đúng không. Rồi chúng ta sẽ lý giải là 28 sắc pháp là sắc uẩn, rồi tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, 33 tâm sở còn lại trừ thọ tưởng là hành uẩn. Rồi 20 tâm duy tác là thức uẩn. Xong. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có xứ. Nhìn vô đây chúng ta sẽ thấy có 28 sắc pháp đúng không, đúng không, có 28 sắc pháp thì có 10 xứ thô không, có không à. Rồi nó có tâm sở là có pháp xứ không, 16 sắc tế này nó có phải là sắc tế không, nó quên, nó có phải là pháp xứ không à, có niết bàn phải là pháp xứ không à. Rồi 20 tâm duy tác nó là cái gì, ý xứ. Như vậy xứ có bao nhiêu xứ, đủ 12 xứ. Ở đây chúng ta sẽ có là thần kinh nhãn là nhãn sứ, rồi thần kinh nhĩ là nhĩ sứ, thần kinh tỷ là tỷ sứ, thần kinh thiệt là thiệt sứ, thần kinh thân là thân xứ. Năm xứ này nè, năm xứ này nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó là cái gì xứ, nó là ngoại xứ hay nội xứ, ngoại xứ hay nội xứ, nội xứ. Năm xứ này thuộc về nội xứ. Nội xứ nha. Thì đối diện với thần kinh nhãn, đó tương ứng với thần cái kinh nhãn là sắc lá, sắc sắc cảnh sắc đúng không, sắc cảnh sắc là sắc xứ đúng không, phải không. Rồi đối tương xứng với thần kinh nhĩ đó là sắc cảnh thinh đúng không, nó là thinh xứ. Rồi đến cái đối đó, cái tương ứng với cái thần kinh tỷ nó là sắc cảnh mùi đúng không, là mùi xứ. Rồi đối cái tương ứng đối diện với cái thần kinh thiệt nó là sắc cảnh, sắc cảnh cảnh gì, vậy là vị xứ.
Rồi đối với thần kinh thân nó là về sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc nó chi pháp nó là gì? Đất lửa gió. Đất lửa gió. Nó là thân xứ và nó là xúc xứ. Năm cái sắc này được gọi là gì? Ngoại xứ. Tổng cộng ngoại xứ này có bao nhiêu sắc? Nó là sắc thô, nhưng bao nhiêu sắc? Nó là 12 sắc nè. Không phải tổng cộng cái nội xứ ngoại xứ nè. Nội xứ ngoại xứ là 12 sắc thô. Tức là đây năm sắc thần kinh rồi đúng không? Rồi, sắc cảnh sát, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị nữa là 9 rồi đúng không? Phải không? 9 cộng với đất, lửa, gió nữa là 10, 12. Nó tổng số là 12 sắc thô. Như vậy 28 sắc từ 12 sắc thô này, nó còn lại 16 sắc tế. 16 sắc tế đó là pháp, pháp xứ. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có là 16 sắc xứ, 16 sắc pháp còn lại. Là sắc tế. Cộng cho 35 tâm sở hợp. Cộng cho niết bàn là pháp xứ. 20 tâm duy tác là ý xứ. Thế là 12 xứ xong. Dài thì dài nhưng mà không quá khó, không quá khó. Rồi, giờ chúng ta ghi giới. Công này có 28 sắc pháp, vậy thì có 10 giới sắc không? Có không? Đó. Ở trong này nó có cái tâm duy tác, có tâm duy tác, không có tâm duy tác, có tâm khai ngũ môn không? Như vậy nó có là ý giới không? Nó có pháp giới không? Có ý thức giới không? Trong này nó không có ngũ sân thức đúng không? Ngũ sân thức thì sẽ có, không có năm giới thức bỏ ra đúng không? Như vậy thì giới có bao nhiêu giới đây? Trước tiên chúng ta có 10 giới sắc. Ý giới là 11. Pháp giới là 12. Ý thức giới là 10. 13. Có 13 giới. Thì chúng ta sẽ lý giải sao? Là sắc, cái thần kinh nhãn là nhãn giới. Rồi, tiếp tục thần kinh nhĩ là nhĩ giới, vân vân. Cho đến là thần kinh thân là thần giới. Rồi, tương xứng thần kinh nhãn là sắc cảnh sắc. Là sắc giới. Sắc cảnh thân là thính giới. Nghe ngay. Cho đến là sắc cảnh xúc. Là xúc giới.
Vậy tổng cộng đây là 10 giới sắc. Rồi chúng ta ở trong này chúng ta có tâm khai ngũ môn đúng không? Tâm khai ngũ môn này nó cũng thuộc về duy tác đúng không? Ừ. Tâm khai ngũ môn thuộc duy tác thì nó thuộc về là ý giới. Là ý giới. Rồi chúng ta có 16 sắc tế. Ba mươi lăm tâm sở, niết bàn là pháp giới này, 19 tâm duy tác từ tâm khai ngũ môn là ý thức giới. Ý thức giới. Quá dễ luôn. Quá sao dễ. Ai mà giỏi toán á, nhìn vô cái chút xíu à, mất 3 phút ra hết. Còn ai mà dốt toán á, mất 1 tiếng đồng hồ. Còn ai mà dốt nữa á, là không biết luôn. Rồi, bây giờ chúng ta qua tới tứ đế. Cứ theo phương pháp loại suy, cái nào không có thì dục ra, cái nào không có dục ra thì mình đã tìm ra nó là chính xác thôi, một vấn đề thôi. Nhìn trong chi pháp này chúng ta thấy có tâm tham không? Nhìn trong chi pháp này chúng ta thấy chắc chắn một điều là phải có khổ đế rồi, không cách nào mà thoát khỏi khổ đế nữa, đúng không? Nhìn trong cái này coi lại, trong này có cái tâm tham không? Có tâm tham không? Không có tâm tham tức là không có tâm sở tham gì? Không có tâm sở tham tức là không có tập đế. Thì tập đế mình ném ra rồi, đúng không? À, trong này có niết bàn không? Như vậy có diệt đế không? Trong này có tâm đạo không? Có tâm đạo không? Không, vậy đạo đế sẽ không có, đúng không? Có tâm đạo mới có đạo đế, không có tâm đạo sẽ không có đạo đế, đúng không? Ừ. Rồi như vậy chúng ta sẽ có niết bàn, có khổ đế, rồi có đạo đế không? Như vậy trong này có mấy đế? Có 2 đế. Thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ có là 20 tâm duy tác. Ba mươi lăm tâm sở, 28 sắc pháp là gì? Là cái gì đấy? Khổ đế. Niết bàn là nhật đế. Xong. Không có cái gì mà quá trèo non lặn suối cả. Cái tam đề này, nhìn theo tam đề này, cái tam đề này, cái tựa tam đề này nó là tam đề quả đúng không? Tam đề quả đúng không? Cái tên của tam đề là quả đúng không? Câu thứ nhất có nói gì quả không? Câu thứ nhất có nói gì quả không? Câu thứ hai có nói về quả không? Câu thứ ba có nói về quả không?
Như vậy cái tam đề này là tam đề chiếc bén, tại vì chỉ lấy cái câu đầu tiên đặt tên cho tam đề thôi. Câu thứ hai, câu thứ ba không có nói về quả hết, mà câu đầu tiên chỉ nói về quả thôi, hết câu đó thì bị gãy, cho nên gọi là chiếc bén. Tam đề này ba câu có lấy hết pháp thực tính không? Như vậy nó là tam đề hàm tận, vậy thôi. Rõ ràng cái tam đề nào nó có một cái tam đề mà ba câu cùng liên lạc với nó được hết thì nó là tam đề. Tam đề nó là tam đề gì? Không biết. Ví dụ như tam đề thọ, nó là tam đề gì? Hàm tận. Ghi một cái thọ, câu thứ nhất có thọ đúng không? Câu thứ hai cũng thọ, câu thứ ba cũng thọ, thì tam đề nó gọi là tam đề hàm tận. Còn câu thứ nhất có thọ, câu thứ hai không có thọ, câu thứ ba không có thọ, đó là tam đề gì? Chiếc bén, vậy thôi, nhớ vậy đó. Rồi, cái tam đề này không lấy hết chi pháp, gọi là tam đề. Tam đề mà không lấy hết chi pháp, câu 1, câu 2, câu 3 không lấy hết chi pháp là tam đề hữu dư. Bây giờ tam đề này lấy hết chi pháp không? Lấy hết không? Câu thứ nhất là lấy hết tất cả pháp quả, đúng không? Đúng không? Câu thứ hai lấy hết tất cả pháp nhân, đúng không? Câu thứ ba lấy luôn cả pháp duy tác, pháp duy tác lẫn sắc pháp, lẫn nước bàn, đâu có bỏ sót cái nào đâu. Nè, câu thứ nhất nè, câu thứ nhất tất cả các pháp quả, phải lấy hết tất cả pháp quả này không? Đây, cái này lấy không? Cái này lấy rồi nha. Cái này lấy nè. Cái nào gặp là lấy rồi đó nha. Rồi, lấy nè. Lấy nè. Rồi, lấy luôn. Đúng chưa? Tất cả pháp quả lấy hết rồi, câu 1 lấy hết rồi. Giờ câu thứ hai là các pháp nhân, đúng không? À, các pháp nhân đây. Phải không? Rồi, đây nữa nè, đây là các pháp nhân nữa, đúng không? À, rồi, đây là các pháp nhân, đúng không? Đây là các pháp nhân. Rồi, đây các pháp nhân. Lấy gần hết rồi chưa? Rồi, câu thứ ba là các pháp vô ký, đúng không? Các pháp duy tác vô ký, đây, các pháp vô ký, đây lấy nè, duy tác nè. Rồi, duy tác nè. Rồi, duy tác nè. Duy tác nè, đúng không? Rồi lấy luôn cả năm hai tâm sở này, lấy luôn cả sắc pháp này, lấy cả luôn cả niết bàn này. Vậy còn pháp nào không lấy không? Gặp hết như vậy có cái pháp nào không lấy không? Như vậy là hàm vô dư. Như vậy tam đề này là tam đề chiết bán mà vô dư. Hiểu được chỗ vô dư hữu dư này chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.